Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tony Phùng Studio. Nhìn cái đoạn đầu video như này, mình đang đứng cạnh một cái máy lọc không khí. Và nhìn cái tiêu đề video, các bạn thấy là mình đã đặt luôn một cái tít. Đây là các bạn sẽ chưa từng thấy một cái máy lọc không khí nào như thế này. Thật, mình đã làm khá nhiều những cái video review về những cái mẫu máy lọc không khí từ đủ mọi tầm giá. Nhưng nói thật là mình chưa từng nhìn thấy một cái máy lọc không khí nào như thế này. Thiết kế của nó đã lạ rồi thì không nói. Chưa kể con này có tới 10 cái màng lọc các bạn ạ. À, các bạn không nghe nhầm một tí xíu đâu, 10 cái. Rồi chưa kể nữa, màng lọc bình thường thì nó sẽ chỉ ở phía bên dưới, hoặc là cùng lắm thì sau lưng hoặc là đằng trước. Nhưng mà con này không các người anh em ạ. Bên dưới có, bên này có, bên này có tiếp. Ảo thật đấy. Ok, nói chung thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm kỹ hơn về em máy lọc không khí này đến từ Cooway. Và bạn nào đang cần một cái máy lọc không khí thực sự là nghiêm túc để bảo vệ sức khỏe thì mẫu này không nên bỏ qua. Cụ thể hơn thì bắt đầu kỹ hơn nhé. Thì cái điều đầu tiên mình muốn nói ngay vào luôn á, đó là cái hệ thống màng lọc của cái máy lọc không khí này. Thì như vừa rồi các bạn có thể thấy là thứ nhất là chúng ta có một cái màng lọc HEPA phía bên dưới, và hai bên chúng ta cũng sẽ có rất nhiều những màng lọc khác nhau. Đây, mình sẽ mở ra từ từ. Đấy, cái đầu tiên chính là màng lọc, cái này người ta gọi là màng lọc thô. Sau đó chúng ta sẽ có thêm ba cái màng lọc khác nữa ở phía bên trong. Và nhìn ba cái màng lọc này, các bạn có thể hiểu được một điều, đấy là màng lọc của nó nhiều mức độ là như thế nào rồi, đúng không? Và mỗi bên các bạn có tổng cộng 4 màng lọc, 8 cái rồi. Hay ho chưa? Và phía bên dưới, ấn vào đây một cái. Ngoài cái màng lọc HEPA này thì phía bên dưới này chúng ta cũng sẽ có thêm một cái màng lọc thô nữa. Tức là tổng cộng các bạn sẽ có tới 10 cái màng lọc tất cả. Và mình nói thật với các bạn là mình chưa từng thấy một cái máy lọc không khí nào có cái lượng màng nó nhiều như thế này. Nhiều như thế này thì rõ ràng là cái cơ chế để mà làm sạch không khí của chúng ta sẽ trở nên nó tốt hơn rất là nhiều. Các bạn thấy có một cái hay là mình chỉ cần tháo nắp máy hoặc là tháo cái nắp cảm biến bụi ra một cái là máy sẽ tự động ngắt để đảm bảo an toàn cho người sử dụng luôn. Và để nói một cách kỹ hơn thì 10 màng lọc này sẽ giúp ích gì cho các bạn? Thì Cooway Platform là một trong số ít những sản phẩm trên thị trường có số màng lọc phải nói là khủng như thế này. Thì bây giờ mình sẽ nói về cái phần màng lọc hai bên trước nhé. Nó sẽ bao gồm 4 cái màng lọc tương với 4 bước lọc không khí khi mà đi qua cái hệ thống này. Cái bước đầu tiên sẽ là cái màng lọc thô. Nó sẽ giúp loại bỏ những cái hạt bụi có kích thước lớn như là bụi vải này, tóc này hay là lông động vật. Đến bước tiếp theo là màng lọc bụi mịn. Nó sẽ loại bỏ bụi mịn như là phấn hoa này, nấm mốc hay là lông thú cưng. Đến bước thứ ba sẽ là màng lọc khử mùi. Nó sẽ loại bỏ đi những cái khí độc hại này, mùi khó chịu như là khí thải này, khí ga này, rồi mùi nội thất các thứ, mùi thức ăn, mùi nấm mốc. Và cuối cùng là bước thứ tư, đó là màng lọc HEPA. Nó sẽ loại bỏ bụi mịn này, khói thuốc lá, vi sinh vật như là vi khuẩn này, virus và những cái nấm mốc gây nên cái bệnh của bạn. Thế nên các bạn có thể thấy là chỉ với hai cái màng hai bên này thôi thì cái không khí khi mà đi qua đó, nó đã gần như là xử lý được hết tất cả những cái thứ gì đấy khó chịu bụi bặm ở phía bên trong cái không khí này của các bạn. Nhưng mà nếu như hai bên thôi vẫn chưa đủ đâu các bạn, tại vì chúng ta còn có ở phía bên dưới đẩy lên. Ở phía bên dưới này thì không khí sẽ có nhiều khi là không khí kiểu nặng nặng cái thứ gì đó, nó sẽ chìm xuống phía bên dưới đấy, nên là cô ấy quyết định là hút nốt từ phía bên dưới lên để làm sạch cho nó triệt để. Và mình tin chắc là nhiều bạn cũng sẽ thắc mắc đến cái thời gian thay thế và vệ sinh màng lọc thì nó sẽ là như thế nào. Thì đương nhiên là mỗi loại màng lọc nó sẽ có cái thời gian thay thế khác nhau, và nó cũng còn tùy thuộc vào cái mức độ bụi trong không khí ở cái khu vực mà bạn đang sống nữa. Thế nên là mình cũng sẽ có những khoảng thời gian có thể nói là tối đa mà hãng khuyến nghị các bạn có thể tham khảo. Ví dụ như là màng lọc thô thì các bạn chỉ cần tháo ra và vệ sinh sau khoảng 2 đến 4 tuần hoạt động thôi. Cái này thì các bạn chỉ cần lấy mấy cái xịt nước lăn lên là xong. Màng lọc bụi mịn thì các bạn cần phải thay thế trong vòng khoảng 4 cho đến 6 tháng hoạt động. Màng lọc khử mùi thì sẽ thay thế trong vòng khoảng 24 tháng hoạt động, và màng lọc HEPA sẽ thay thế trong vòng khoảng 12 tháng hoạt động. Rồi, cái phần màng lọc thì thực sự nó khiến cho mình vô cùng bất ngờ, bởi vì mình chưa thấy cái nào có nhiều màng lọc như này, và không khí đi qua đây thực sự rất là ok luôn. Nhưng mà nhiều bạn cũng sẽ thắc mắc đấy là cái công suất như thế nào và liệu nó phù hợp với những căn phòng như thế nào mà bạn đang ở. Máy sẽ có cái công suất cực mạnh là 10,3 mét khối trên một phút, tức là nó sẽ vào khoảng tầm 10.300 lít một phút đấy các bạn, để nó sẽ giúp loại bỏ đến 99,99% các hạt bụi mịn kích thước chỉ 0,01 micromet. Và đương nhiên cái kích thước này theo như nhà sản xuất công bố, vậy nên chỉ cần mở máy một lúc là không khí trong nhà sẽ được làm sạch cực kỳ nhanh và cực kỳ hiệu quả luôn. Cooway Platform 600 thì nó có thể phát huy tối đa hiệu quả là không khí trong những căn phòng rộng đến 80 mét vuông.
các bạn không nghe nhầm đâu, 80 mét vuông là một cái căn phòng cực kỳ rộng luôn đấy. Nên khẳng định luôn, với cái mức độ hỗ trợ những căn phòng cực kỳ rộng như thế này thì thậm chí các bạn chỉ cần một cái này để cho những căn phòng ngủ cực kỳ rộng, cực kỳ lớn, thậm chí để ngoài phòng khách thì cũng đều hoạt động cực kỳ ok luôn. Máy vận hành thì vô cùng êm ái luôn. Nó hạn chế tối đa tiếng ồn với nhiều chế độ gió khác nhau, kiểu chế độ tự động này, eco này, hay chế độ turbo rồi tự động chuyển qua giữa chế độ sleep và auto nhờ cái cảm biến ánh sáng. Và trên em Coway Platform 600 này thì có cái chế độ auto các bạn. Nó là cái chế độ rất là thông minh để máy có thể tự động điều chỉnh công suất của máy theo từng cái môi trường khác nhau. Ví dụ môi trường của bạn mà quá nhiều bụi bẩn, cần phải lọc không khí thật là nhanh thì nó sẽ tự động đẩy công suất lên rất là mạnh. Còn đến lúc mà nó làm sạch không khí rồi, nó sẽ tự động chuyển về cái chế độ quạt gió thấp hơn, yên tĩnh hơn, và nó sẽ giúp các bạn có một cái không gian trải nghiệm dễ chịu hơn và một cái độ ồn nó tốt hơn rất là nhiều. Và thực sự cái độ ồn cũng là một trong những cái mà mình vô cùng ấn tượng luôn. Độ ồn tối đa nó chỉ đến có 50 decibel và mức độ ồn này sẽ tương đương với những cái tiếng mưa kiểu vừa phải. Và quan trọng là nó kiểu nhẹ nhẹ chứ nó không kiểu bị quá to. Và đương nhiên khi đi ngủ mà mở máy thì cũng không lo bị tiếng ồn làm phiền đâu, đảm bảo các bạn ngủ cực kỳ ngon luôn. Bởi vì nhá, con này cái chế độ silent của nó thì từ nãy giờ mình đang mở đấy các bạn đâu có nghe thấy cái tiếng gì đâu. Cái đầu mic của mình này nó còn đang hướng sang bên này, tức là nó sẽ thu âm trực tiếp những cái âm thanh từ cái máy này phát ra luôn mà các bạn cũng không hề nghe thấy gì, đúng không? Đúng rồi, nó yên tĩnh lắm. Còn bây giờ cho các bạn nghe thử âm thanh của turbo này. Đấy, turbo nó chỉ như thế thôi. Và các bạn thấy không, mình chỉ cần nói ra một cái là cái mic này cũng đã bị át đi phần nào cái tiếng của cái máy lọc không khí này rồi. Và mình phải nhắc lại nha, cái mic này đang thu hướng âm thanh trực tiếp từ cái này phát qua. Tức là cái mồm của mình là tuy ở gần hơn nhưng mà nó không thu trực tiếp đâu. Chứ nếu mà quay sang cái miệng của mình này, đó, đây là mic quay sang cái miệng của mình, thì các bạn thấy gần như cái tiếng của mình nó át hết đi cái tiếng này rồi, đúng không? Đấy, nói chung là về cái độ ồn của cái máy lọc không khí này đến từ Coway, cụ thể nó là Platform 600 này, thì mình vô cùng hài lòng trong cái thời gian vừa qua mà mình trải nghiệm nó. Đấy, chuyển về silent một cái là không nghe thấy gì nữa cả. Quá tuyệt vời luôn. Thì vừa rồi đó là những cái trải nghiệm thực sự nó mang lại rất là hay. Mà như vừa rồi mình cũng đã nói có một cái tính năng cũng thú vị lắm, tại vì con này có cái cảm biến ánh sáng. Thế nên nếu như các bạn mà có muốn để kiểu chế độ đi ngủ và auto á, thì chúng ta cũng có thể set up để mà cái này nó tự nhận diện luôn. Hay không? Tức là lúc nào mà chúng ta đi ngủ tắt hết đèn đi, tự nhiên nó yên lặng. Quá ok luôn. Thông minh. Rồi, bây giờ sẽ nói về cái mặt thiết kế nhé. Thì lần đầu tiên mình nhìn vào cái thiết kế của con máy lọc không khí Coway thì mình thấy nó hơi khác so với những cái mẫu kiểu truyền thống như mà các bạn hay thấy. Và cái kiểu này nó mang một thứ gì đấy nó rất là lạ, rất là độc và nhìn kiểu rất là nổi bật trong căn nhà của bạn á. Mình thì mình khá thích cái màu xám kiểu như này, tại vì nó là cái màu trung tính và nó sẽ giúp mình có thể nói là phối với nhiều cái kiểu decor khác nhau mà nó vẫn đẹp. Đây, đây là một cái điều khá là nghi luôn. Và mặt trước này, chúng ta sẽ có một cái phần vòng màu sáng sáng, led cùng. Đó. Nhìn thì có vẻ là chỉ để trang trí thôi nhưng không. Tại vì đây chính là cái phần đèn để mà báo hiệu cái chất lượng không khí trong căn nhà của bạn. Và cụ thể chúng ta sẽ có tới 4 màu. Nó sẽ chỉ thông qua đó là gì? Màu xanh dương, như các bạn đang thấy thì nó là sạch. Màu xanh lá là ô nhiễm nhẹ. Màu vàng là ô nhiễm và màu đỏ là ô nhiễm cực kỳ nặng luôn. Thế nên là ngay từ lúc các bạn sử dụng cái máy lọc không khí này trong gia đình thì các bạn chỉ cần nhìn vào là các bạn biết là chất lượng không khí đang như thế nào và liệu chúng ta có cần bật cái chế độ turbo lên để làm sạch không khí thật là nhanh hay là không. Thế là ok, rất là tiện lợi trong quá trình các bạn sử dụng luôn. Và các bạn có thể thấy nó hỗ trợ một cái diện tích lên tới 80 m². Nhưng nó nhỏ không? Nó cực kỳ nhỏ nếu so sánh với những cái mẫu máy lọc không khí có cái công suất tương đương, bởi vì con này không quá cao, không quá to, mà nó khá là gọn gàng trong một góc ở gia đình của bạn. Và cũng có một cái mình đặc biệt thích, cái này mình phải dùng từ là mình đặc biệt thích luôn, đó là cái màng phía bên trên này các bạn có thể tháo ra để chúng ta vệ sinh một cách cực kỳ dễ dàng. Nhiều mẫu máy lọc không khí họ không làm cái phần này tháo rời đâu các bạn, nên là đôi khi vệ sinh nó rất là cực. Vẫn biết là đây là khu vực mà không khí sạch nó được thổi lên, nhưng mà sau một khoảng thời gian dài chắc chắn nó vẫn sẽ bám bụi và chắc chắn là chúng ta vẫn cần có cái nhu cầu phải vệ sinh nó. Và đây là một trong những thứ mình đặc biệt thích đó. Và tiếp đến nữa, về một cái mặt liên quan đến thiết kế thì mình cũng đánh giá là cái thiết kế những cái phím bấm phía bên trên này nó khá là thông minh, nó sẽ có một cái độ lõm nhất định và tất cả những phím này đều là phím cảm ứng và mọi người có thể điều khiển những cái tính năng thông qua cái này một cách cực kỳ dễ dàng. Thậm chí có luôn cái chế độ khóa trẻ em đó. Bấm tất cả mọi thứ không có phản ứng gì cả.
Ok chưa? Đó. Và bên trên chúng ta cũng sẽ có những cái hàng nút để mà điều khiển, ví dụ chuyển chế độ này, tắt bật này, bật chế độ turbo này, hẹn giờ hay là chúng ta có muốn bật cái đèn này lên hay không. Tại vì có nhiều người mà không thích cái đèn này vào buổi tối ấy, thì chúng ta cũng có thể tắt nó đi. Đấy, rất là tiện lợi, và nói chung nhìn vào cái ai cũng đều có thể sử dụng cái máy lọc không khí này một cách cực kỳ dễ dàng. Bây giờ đến một trong những cái trải nghiệm mà mình thấy khá là thú vị khi mua cái máy lọc không khí này. Đầu tiên ấy, là sẽ có một anh ship đến tận nơi lắp đặt mọi thứ cho mình. Và đây là nhân viên của Coway, thậm chí hướng dẫn mình sử dụng cái máy lọc không khí này từng thứ một. Và mình nói thật với các bạn là nói về cái chi phí, mình thấy nó cực kỳ hợp lý luôn. Các bạn có thể thuê nó với mức giá khoảng 750.000 một tháng, và thậm chí các bạn còn được tặng kèm cái máy vắt cam trị giá 300.000, đặc biệt là tặng một cái hộp cơm trưa trị giá 905.000 cho 200 người thuê sớm nhất. Còn nói thật với các bạn là nếu các bạn muốn mua luôn thì từ bây giờ cho đến hết ngày 15 tháng 5 á, nó được giảm giá tận những 25% mà vẫn được tặng thêm cái máy vắt cam giá 300.000 nữa. Nói chung là anh em quan tâm thì đường link mình sẽ để phía bên dưới để các bạn tự click vào và tham khảo một cách chính xác hơn nhá. Còn nói về trải nghiệm sử dụng hậu mãi về sau á, thì Coway có một dịch vụ gọi là Hot Service và đội ngũ này gọi là Cody. Khi mà các bạn sử dụng những cái sản phẩm như vậy thì trên hệ thống tổng đài đó, sẽ lưu lại thông tin, và cứ mỗi khi đến những cái lịch cần phải thay bất cứ một thứ gì thì chúng ta sẽ có một cái đội ngũ đó để gọi điện và nhắc nhở các bạn thay thế để đảm bảo là những cái sản phẩm của Coway hoạt động trong tình trạng tốt nhất và bạn cũng tận hưởng những cái trải nghiệm tốt nhất mà cái máy lọc không khí này mang lại. Chốt lại, trong cái video ngày hôm nay á, thì mình đã chia sẻ rất nhiều những trải nghiệm của bản thân với cái máy lọc không khí này đến từ Coway. Thì mình tổng kết lại những điều mình thích trước nhá. Thứ nhất là có một anh nhân viên của Coway sẽ đến tận nơi để mà lắp đặt cũng như là hướng dẫn mình sử dụng cái máy lọc không khí này một cách cực kỳ là chi tiết. Thứ hai là không bao giờ mình phải lo lắng về những cái vấn đề liên quan đến thời gian thay màng lọc, tại vì sẽ luôn luôn có một đội ngũ nhân viên nhắc mình về cái việc đó. Thứ ba, con này nhỏ gọn hơn so với rất nhiều sản phẩm trong cùng cái phân khúc này, tức là hỗ trợ một căn phòng rất là lớn, công suất cực lớn nhưng nó vô cùng nhỏ gọn. Thứ tư, nó quá yên tĩnh luôn. Và cái cuối cùng phải nói một điều vô cùng khác biệt, đó chính là hệ thống màng lọc quá chất lượng của cái máy lọc không khí này, ba hướng nên đảm bảo không khí cực kỳ sạch khi đến cái mũi của mình đó. Ngoài ra thì cũng có một điều mà mình chưa ưng ý cho lắm, đó là việc cái máy lọc không khí này thì nó không hỗ trợ cái ứng dụng để mà kết nối đến smartphone. Tức là nó không phải là một thiết bị kiểu dạng AIoT, mà nó chỉ đơn thuần nó là một cái máy lọc không khí thôi. Thì thực sự mà nói về cái nhu cầu sử dụng thì mình cũng không quá quan trọng được vấn đề này, bởi vì để một góc và mình tin tưởng hoàn toàn vào nó, bấm mở nó lên thế là xong, mình không bao giờ phải bận tâm đến. Tuy nhiên thì cái xu hướng AIoT bây giờ 4.0 á, thì những cái sản phẩm như này mà có kết nối đến điện thoại được á, thì chúng ta có thể theo dõi được lượng bụi này, chúng ta có thể điều khiển từ xa này, thì nó cũng công nghệ hơn. Mình tin là Coway cũng sẽ có những sản phẩm như thế trong tương lai thôi. Còn bây giờ thì nếu như các bạn cần một cái máy lọc không khí mang tính chất uy tín cực kỳ cao thì đây là sự lựa chọn thực sự rất là tuyệt vời, yên tâm nhá. Rồi, video này chắc là cũng khá là dài rồi đấy. Các bạn nghĩ sao về Coway Platform 600? Comment ở phía bên dưới nhá. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye.